Xin chào các bạn. Mình trồng được hoa li li có màu đẹp và hiếm. Hoa li có mùi thơm độc đáo và được nhiều người thích. Màu hoa này trưng Tết ở Việt Nam thì rất đẹp. Củ giống mình mua ở Hà Lan. Mình chia sẻ với các bạn để cùng trồng và có hoa đẹp. Đây là củ giống của hoa li, cũng là một dạng của hoa dạ lan hương và hoa tulip. Mình trồng sâu 15 cm và khoảng cách 20 cm. Sau 2 tháng rưỡi thì hoa ly đã ra hoa. Bên Việt Nam thì trồng từ 45 tới 50 ngày là ra hoa. Vì bên mình lạnh. Dạ? Hả? Cô nói qua nhà cô nhìn. Nhà cô hàng xóm cũng trồng hoa ly đen. Xe cắm trại này nhà cô đi du lịch mỗi năm. Bên mình trồng hoa vào mùa xuân thì hoa nở vào mùa hè. Bên Việt Nam các bạn trồng hoa vào mùa thu thì hoa nở vào mùa xuân, ngay dịp Tết. Củ giống hoa ly này không có đắt như những loại hoa tulip đặc biệt. Bên mình thời tiết mát và nắng nên mình không phải che lưới đen để giữ ẩm cho cây. Hoa nở màu đỏ tím, rất đẹp ha các bạn. Hoa này mình cũng trồng lần đầu. Tên gọi là hoa ly đen. Nhưng hoa không đen mung như những dạng hoa tulip đen, hoa hồng đen. Như đây là hoa tulip đen nè, phải nói là đen mung luôn. Mình trồng mình thấy hoa ly luôn là màu đỏ tím. Khi hoa gần tàn mới chuyển sang màu đỏ đen. Những hoa màu đen thường hiếm hơn các loại màu hoa khác nên rất quý và đắt. Mình thấy Tết ở Việt Nam có hoa ly trắng nè, hoa ly vàng, hoa ly hồng và đỏ ít hơn. Còn màu hoa ly đen này thì hiếm. Ý nghĩa của hoa ly là sự đoàn viên, may mắn, hạnh phúc trong cuộc sống. Mùi hương lan tỏ sự yêu thương. Trồng được hoa đẹp, rất thích các bạn ơi. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem hết video và đừng quên bấm đăng ký để xem video mới nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp.